Kiwin S Việt, sản phẩm của Tô Đông Á, bảo hành lên đến 50 năm. Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Nhà Cưới Đường Đua. Lúc này á thì vì anh đang đứng cùng với lại các em học sinh ở điểm trường thôn 5 sông Cầu và cũng đã địa phận Phú Yên rồi, và các em cũng đã ra đây từ sớm cùng với các thầy cô của mình để đón chào đoàn đua. Vậy thì nếu như mà lát nữa đoàn đua đi ngang qua, tụi con sẽ nói gì nè? Và hy vọng rằng với những cái tình cảm vô cùng nồng nhiệt như thế này sẽ tiếp một cái sức mạnh tinh thần rất lớn để các tay đua có thể cố gắng đạp thật nhanh để hoàn thành chặng đua ngày hôm nay thật tốt nhé. Cảm ơn Tôn Đông Á đã đồng hành cùng chương trình. Sự ủng hộ của khán giả, đặc biệt là các cổ động viên nhí suốt dọc đường bất chấp thời tiết nắng nóng, trở thành nguồn động lực đặc biệt cho các tay đua. Ekip 620 Chầu Thế Vĩnh Long một lần nữa quyết tâm giúp chủ lực Martinez giành chiến thắng chặng. Đội đua áo xanh trắng ráp máy kéo ở 15 km cuối. Trong đoạn nước rút giữa ba tông của Vĩnh Long, Đồng Tháp và thành phố Hồ Chí Minh, Peter Dikunov của đội tập đoàn Lộc Trời khiến tất cả thán phục khi canh thời điểm bùng sức để lần thứ 7 giành chiến thắng chặng. Chúng tôi không tạo được tông tốt, vậy nên tôi quyết định bám theo đội hình của Đồng Tháp ở phía bên trái, và trong đoạn thẳng 500m cuối, tôi có được khoảng trống để tung hết sức tranh nước rút. Chiến thắng giúp Dikunov tạo khoảng cách lên 30 giây so với Timofey Ivanov trên bảng tổng sắp cá nhân, đồng thời xé chắc vị trí trên bảng xếp hạng áo xanh trước Martinez, người về thứ ba chặng này sau Nguyễn Văn Bình của thành phố Hồ Chí Minh New Group. Đích đến tại Phú Yên hôm nay là những giây phút suy tư của chàng cựu tay đua, cựu đội trưởng đội quân khu 7 Huỳnh Thanh Tùng. 13 năm liên tiếp gắn bó với cúp truyền hình, được nhiều khán giả hâm mộ và là đàn anh dẫn dắt thế hệ trẻ của xe đạp quân đội rất tốt. Nhưng đây là năm đầu tiên Tùng đến với cúp truyền hình khi đã quyết định giải nghệ, nhưng lại trong một vai trò hoàn toàn mới. Xin chào chị Vinh Anh. Trời ơi, ngày hôm nay là được nghỉ ngơi, bình luận viên của chúng tôi là còn đi ra biển để mà đi dạo dọc dọc biển nữa hả? Đối với cúp truyền hình này em thấy làm sao Tùng? Cái vai trò mới của em tại cúp truyền hình năm nay là đi bình luận viên trực tiếp với các anh bình luận viên. Lần đầu thì mình cũng còn bỡ ngỡ, như là cái lần đầu tiên mình cầm ghi đông xe vậy đó. Có những lần bắp thì, nhưng mà sau nhiều lần thì mình cũng cố gắng cho một chặng đua nó hoàn thiện hơn. Trời ơi, tự nhiên cái bây giờ sao trò chuyện trả lời tôi là phong thái rất là bình luận viên nha. Nhưng mà chị hỏi thiệt nha, là có nhớ nghề không? Rất là nhớ nghề. Nhưng sau đó thì khi mà Tùng cũng đã nghỉ thi đấu đến một năm nay thì mình cũng phải sắp xếp thời gian cũng như công việc và gia đình đối với Tùng là trên hết, vì hiện tại vợ Tùng cũng chuẩn bị sắp sanh em bé, nên là mọi việc Tùng cũng phải cố gắng lo cho và chăm sóc cho gia đình của mình. Nhưng mà em thấy cuộc đua của mình năm nay sao, về chất lượng chuyên môn rồi lộ trình đua sao? Và khi mà những ngày đầu tháng 3 mà công bố cái lộ trình thi đấu và được biết thêm tăng cường các ngoại binh mạnh từ các đội cũng đánh giá được cái thực lực cũng như là chất lượng chuyên môn ngày càng được đẩy lên cao. Và cái yếu tố quan trọng hơn là cái sự chuẩn bị rất là chu đáo từ các ekip cũng như là ban lãnh đạo của HTV đã sắp xếp tốt cho một cái lộ trình dài cũng như là nhiều cái góc quay đẹp hơn để khán giả biết thêm về hình ảnh con người đất nước Việt Nam mình ngày càng xinh đẹp. Tự nhiên lần này đi làm bình luận viên xong cái là chắc là đây là lần đầu tiên mà gắn bó rất là mật thiết với lại các anh chị em của HTV đúng không? Thì thấy mọi người như thế nào, không khí làm việc ra sao? Theo Tùng thấy thì quan sát thì thấy các anh chị rất là năng lượng. Nhiều khi Tùng cũng có để ý là nhiều hôm các anh các chị cũng thức trắng đêm cũng như là sáng phải dậy sớm rồi phải dăng nắng dầm mưa cùng với các vận động viên cũng như là hầu như là một cái tháng tư đầy trải nghiệm và thử thách cho toàn bộ ekip thực hiện chương trình đua xe đạp cúp truyền hình canh cúp Tôm Đông Á vậy. Nhưng mà Tùng nói thiếu rồi đó, là mặc dù là thức trắng đêm, mặc dù là gian nắng dầm mưa, nhưng mà các anh chị vẫn đẹp đúng không?
đặc biệt các chị vẫn đẹp. Dạ. Thì với cái khuôn mặt cũng như là hình thái thì lúc nào cũng là một cái năng lượng cho các em cũng như là các vận động viên thấy được cái năng lượng từ các anh chị mà cũng cố gắng thực hiện tốt chặng đua. Nói đùa chứ tất nhiên sẽ có những lúc rất là mệt á, nhưng mà nhìn tụi em cố gắng, cả một đoàn gần 300 thành viên ai cũng cố gắng làm tốt công việc của mình, thì bản thân những cái gì của mình nó trở nên đâm ra nó nhỏ bé, cho nên là cũng luôn là cố gắng hòa vào cái thành công chung cho cuộc đua. Vậy thì nếu như mà năm sau HTV có mời lần nữa thì Tùng có nhận lời không? Đối với Tùng, HTV là một cái tuổi trẻ cũng như là cái gì đó giúp cho mình hoàn thiện bản thân mình hơn, thì khi HTV ngỏ lời thì không thể nào Tùng từ chối. Và ngày hôm nay thì chúng tôi cũng đang đi đến ngay khu vực ở Tháp Nghinh Phong, làm công trình kiến trúc vô cùng độc đáo, là niềm tự hào của người dân Phú Yên, địa điểm mà rất nhiều khách du lịch sẽ tham quan ở đây. Và đến đây thì chương trình Nhật ký đường đua xin được khép lại. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Và vào ngày mai thì đoàn đua sẽ tiếp tục chặng đua tiếp theo từ Tuy Hòa về Nha Trang. Trời, y chang như là học trò trả bài cô giáo vậy. Vâng, ngày mai thì sẽ từ Tuy Hòa về Nha Trang. Và quý vị hãy nhớ đón theo dõi nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và cảm ơn Công Đông Á đã đồng hành cùng chương trình. Kiwin S Việt, sản phẩm của Tôn Đông Á, bảo hành lên đến 50 năm.